Chào các bạn, hôm nay cô sẽ úp cái đề số 24 nha. Thì cái đề số 24 này cô có cho thi cái nam pha nè. Cái tiếng nước bọt này mấy bạn cứ kêu khó nè, mà trong khi đó cái lớp này thi cái nam pha thì như vậy là bạn này đã làm trúng hết trơn luôn nè. Bạn Cẩm Nhung là được 10 điểm nè. Cô chấm 10 bài thì trong đây là đã hết 7 con 10 rồi đây nè. Bảy con 10 còn lại cái con 9 này nè các bạn, đáng lý cũng được 10 luôn đó, tại vì cái nam pha cũng đúng luôn, nhưng mà ở đây là do ghi tiểu phế phản hô hấp thành ra cô không cho điểm thôi. Vì là tiếng nước bọt mình thi cũng vẫn rất là tốt luôn. Bây giờ các bạn bắt đầu làm bài thử thôi nha. Câu số 1, câu hỏi là cơ quan gì? Đáp án gan. Câu số 2, ở lá phổi câu hỏi là cấu trúc gì? Đáp án tiểu phế quản hô hấp. Câu số 3, ở lam da câu hỏi là tế bào gì? Đáp án tế bào hình khối vuông. Câu số 4, ở lam buồng trứng câu hỏi là cấu trúc gì? Đáp án nang trứng sơ cấp. Câu số 5, ở lam lách câu hỏi là cấu trúc gì? Đáp án động mạch trung tâm. Câu số 6, ở lam dạ dày câu hỏi là cấu trúc gì? Đáp án tuyến đáy vị. Câu số 7, ở lam tủy sống câu hỏi là tế bào gì? Đáp án tế bào neuron vận động. Câu số 8, ở lam tuyến nước bọt câu hỏi là cấu trúc gì? Đáp án nang pha. Câu số 9, câu hỏi là cơ quan gì? Đáp án xương. Câu số 10, ở lam khí quản câu hỏi là cấu trúc gì?
đáp án biểu mô trụ gió tầng của long chuyển. Rồi, mình đã xong 10 câu nha. Chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại vào clip sau.